Năm 2022, Đảng ủy Lữ đoàn 490 và các cấp ủy chi bộ trong đơn vị đã lãnh đạo chỉ đạo tiến hành có hiệu quả các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, tổ chức chặt chẽ, có chất lượng việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo trong công tác cán bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy chi bộ có chuyển biến tiến bộ. Đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoạt động thi đua tuyên truyền diễn ra sôi nổi. Các tổ chức quần chúng phát huy tốt vai trò chức năng, có nhiều sáng tạo trong tổ chức phong trào. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu lưu ý, Lữ đoàn 490 cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến tuyên truyền pháp luật cho bộ đội. Chủ động nắm chắc tình hình, nhất là về tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, làm tốt công tác dân vận. Quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.